Ốc Thanh Vân đưa Mai Phương du lịch Bhutan. Hai nữ diễn viên cùng đến quốc gia hạnh phúc để cầu nguyện bình an, sức khỏe và cả phép màu nhân dịp nghỉ lễ. Nhân dịp kỷ lễ, Ốc Thanh Vân quyết định đưa Mai Phương đi du lịch đất nước Bhutan. Cả hai phải đi chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh vào sáng sớm, phải di chuyển liên tục nhưng vẫn giữ được tinh thần phấn chấn. Bhutan là quốc gia nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, kế bên dãy Himalaya và có tới 60% diện tích còn hoang sơ. Phần lớn dân số của Bhutan đều theo đạo Phật, vì thế Ốc Thanh Vân muốn đưa Mai Phương sang cầu nguyện bình an và sức khỏe. Sau khi đáp máy bay đến Paro, hai nữ diễn viên cùng đoàn đi xe về thủ đô Thimphu, nơi có cung điện và nhiều tu viện nổi tiếng. Vì phải di chuyển liên tục, Mai Phương phải chuẩn bị một chiếc xe lăn để nghỉ mệt khi cần thiết. Khí hậu của Bhutan quanh năm giá lạnh nên Mai Phương mang nhiều áo khoác, khăn giữ ấm. Cuộc sống ở đây tách biệt, thở bằng nhịp thở khác, thông dong và tự tại, Ốc Thanh Vân chia sẻ. Kết thúc ngày đầu tiên, hai chị em đều thiếu ngủ. Sau khi đi ăn tối, cả hai quyết định ngủ sớm, lấy lại sức tiếp tục tham quan ngày hôm sau. Hồi đầu tháng 4, Mai Phương có chuyến đi đến Nhật Bản cùng con gái. Dù đang chữa trị căn bệnh ung thư, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Hiện nữ diễn viên có dấu hiệu kháng thuốc, cần xét nghiệm, tìm gen kháng thuốc trước khi chuyển sang thuốc mới. Một mình loay hoay ở Mỹ còn bị chồng cũ kiện, cuộc sống của Ngọc Quyên khiến nhiều người bất ngờ. Cụ siêu mẫu đình đám đang có những tháng ngày khá vất vả tại xứ sở cờ hoa, nhưng cô vẫn giữ sự lạc quan và vui vẻ. Khoảng giữa tháng 2 vừa qua, siêu mẫu Ngọc Quyên lâm vào cảnh đã khổ còn khổ hơn khi bị chồng cũ Richard Lê tố cáo cô bán mỹ phẩm kém chất lượng. Ngọc Quyên vốn đã ly hôn vào đầu năm 2018 sau nhiều cố gắng hàn gắn với bác sĩ Việt Kiều. Hiện cô sống cùng con trai tại California. Ngoài tiền trợ cấp của chồng cũ cho con trai, Ngọc Quyên có nguồn thu nhập chính từ công việc bán hàng online. Trước hành vi gây ảnh hưởng đến tên tuổi và uy tín của chồng cũ, Ngọc Quyên đã đưa ra những bằng chứng giấy tờ khẳng định sản phẩm của cô có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng. Bên cạnh đó, Ngọc Quyên cũng cho biết, có thể chồng cũ cay cú vì phải chu cấp cho mẹ con cô 5.000 đô mỗi tháng nên đã nói xấu cô. Ngọc Quyên đang phải đối mặt với việc hầu tòa vì Richard Lê kiện cô mượn danh anh ta để buôn bán hàng rởm. Tuy nhiên, trước rắc rối này, người đẹp vô cùng vững tin và kiên cường, giống như cách mà cô phải loay hoay một mình để trải qua những khó khăn sau khi ly hôn. Ngọc Quyên ngày càng xinh đẹp quyến rũ dù vướng bê bối với chồng cũ. Từ khi kết hôn rồi sang nước ngoài định cư, nữ siêu mẫu sinh năm 1988 luôn tự lập và không sống dựa dẫm vào chồng. Cô cho biết sau khi sinh con 4 tháng, đã đi làm vất vả và suốt 3 năm qua, cô chăm chỉ làm việc để tạo dựng cuộc sống ổn định. Kể cả không có chồng nữa thì Ngọc Quyên vẫn sống tốt. Ở Mỹ, cụ siêu mẫu sống trong căn nhà và đi xe hơi do chồng cũ tình nguyện để lại cho mẹ con cô sau khi ly hôn. Hiện tại Ngọc Quyên đang quản lý 3 shop mỹ phẩm tại Mỹ và cô mở thêm chi nhánh buôn bán tại Việt Nam. Cô thường xuyên đi về giữa hai nước để quản lý công việc và thăm nhà mẹ đẻ. Bên cạnh việc kinh doanh chăm sóc con trai, Ngọc Quyên cũng dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân vì cô luôn muốn giữ được cơ thể khỏe đẹp và tinh thần lạc quan nhất. Bỏ hết sự nghiệp để sang Mỹ theo chồng rồi bị phản bội, Ngọc Quyên vẫn sống rất lạc quan dù phải đương đầu với nhiều khó khăn. Ngọc Quyên giành quyền nuôi con sau khi ly hôn, thỉnh thoảng cô tự thưởng cho bản thân những ngày nghỉ dưỡng sau chuỗi công việc áp lực. Hai mẹ con cô đến resort và đi spa để thư giãn cơ thể. Ngọc Quyên luôn tự tin đối diện với áp lực cuộc sống. So với nhiều phụ nữ sau ly hôn, Ngọc Quyên sống khá sang chảnh nhờ cô lao động chăm chỉ. Nữ siêu mẫu luôn nở nụ cười ấm áp mỗi ngày. Ngọc Quyên có sở thích leo núi ngắm hoa cỏ. Cô đưa con trai đến trường hàng ngày, dẫn con đến nông trại để thưởng thức sản phẩm sạch. Mẹ ruột qua thăm Ngọc Quyên mỗi năm vài lần nên cô cũng được an ủi hơn. Người đẹp chia sẻ nếu mẹ mất cô mới buồn, việc chia tay chồng không khiến cô suy nghĩ nhiều, Ngọc Quyên ngày càng đẹp mặn mà. Nhiều fan khuyên cô về Việt Nam tiếp tục sự nghiệp nhưng người đẹp chưa có ý định đó. Cô rất chăm chỉ đi chợ để thưởng thức trái cây của quê nhà. Người đẹp tự thưởng cho bản thân những món hàng hiệu yêu thích dù cô chia sẻ là sót tiền đứt ruột. Cô thích đi thăm thú đây đó để cảm thấy lòng an yên hơn. Mới đây, người đẹp đưa mẹ và con trai sang Đài Loan chơi và đi chùa cầu phúc. Sự kiên cường đã giúp Ngọc Quyên sống tốt hơn. Năm 2014, Ngọc Quyên bỏ sự nghiệp để kết hôn với bác sĩ Việt Kiều chỉ sau một tháng tìm hiểu. Thời điểm đó, Ngọc Quyên đang trên đỉnh cao danh vọng.
Có nhiều đại gia theo đuổi nhưng cô chỉ nghe theo tiếng gọi con tim. Sau này khi chuyện hôn nhân không còn hòa hợp và cô phát hiện chồng có người phụ nữ khác, Ngọc Quyên mạnh mẽ tuyên bố: "Tôi không chấp nhận mình ở nhà nuôi con, chồng đi với người khác. Nếu anh ấy có tình cảm mới thì phải giải thoát cho tôi chứ." Ngọc Quyên tâm sự hiện giờ cuộc sống của mẹ con cô khá bình yên. Cô đã không còn buồn và khóc nhiều như trước. Cụ người mẫu tập trung vào chăm sóc cho công việc, không còn đặt nặng vào chuyện tình cảm riêng tư. Hậu ly hôn, Dương Cẩm Linh chạnh lòng, một người mẹ đơn thân có phải là người thất bại? Cuộc sống của hậu điện ảnh. Năm 1999, sau gần một năm làm mẹ đơn thân, không mấy thuận lợi, nữ diễn viên cảm thấy buồn khi một số người đem chuyện ly hôn của cô áp vào công việc. Ly hôn và ra đi với hai bàn tay trắng, Dương Cẩm Linh cố gắng làm việc đêm ngày để lo cho con trai. Những tưởng sau biến cố hôn nhân, cuộc sống của nữ diễn viên đã bình lặng, vui vẻ trở lại. Thế nhưng mới đây, bà mẹ một con lại khiến công chúng xót xa khi chia sẻ về góc khuất trong công việc sau khi ly hôn. Dương Cẩm Linh trải lòng, chiều bình yên bên con, hình như xã hội này họ đang kỳ thị với những người mẹ đơn thân. Biết rằng mẫu hình lý tưởng vẫn là một mái ấm gia đình hạnh phúc, mẹ đơn thân không ai muốn, nhưng vẫn vui vẻ và tiếp tục cố gắng sống tốt, trọn vẹn, hoàn thiện mỗi ngày và làm việc tích cực, nhưng có vẻ có không ít người nhìn vô đó như là một khiếm khuyết. Họ chê mình không hoàn hảo, hoàn thiện để mời làm trong một số dự án quảng cáo hay trong một số công việc. Mình không phải là hình mẫu đại diện lý tưởng, đôi lúc cũng buồn. Một người mẹ đơn thân có phải là người thất bại chăng? Ngoài công việc, Dương Cẩm Linh dành thời gian bên cạnh vun đắp tình cảm với con trai. Bên cạnh đó, cô còn đăng tải loạt ảnh đang vui đùa hạnh phúc với quý tử đầu lòng. Có lẽ càng đối mặt với nhiều khó khăn thì bà mẹ đơn thân càng trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Con trai chính là nguồn động viên lớn nhất giúp cô vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tâm sự của Dương Cẩm Linh nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Đông đảo bạn bè và khán giả đã gửi lời an ủi, động viên đến bà mẹ đơn thân. Cố gắng lên nha chị yêu, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ai nói gì thì chị đừng quan tâm đến nữa. Bên chị còn có gia đình, bạn bè và những người thân với các fan. Chị sống tốt lên nha. Người ta càng nói thì chị cần phải sống hạnh phúc hơn nữa. Chị mãi là thần tượng của em. Nếu vậy, chị càng phải hạnh phúc hơn nữa. Đời mà mấy ai được lựa chọn tương lai cho mình. Tuy vậy, em vẫn tin vào lựa chọn của chị. Không thể đánh giá cuộc sống người ta như thế nào qua bề ngoài được chị à. Cố lên chị, cơ hội này đi, thì sẽ có một cơ hội khác đang chờ đợi chị phía trước. Cứ tin như vậy chị nha, yêu thương chị. Đức Phúc, Lương Bằng Quang giao kéo nát mặt, nhưng vẫn thua xa Mỹ Nam phẫu thuật 20 lần này. Vốn là Mỹ Nam của showbiz, Harry Lu trải qua đợt tai nạn phải phẫu thuật đến 20 lần. Tuy kết quả vẫn chưa thực sự mỹ mãn, nhưng có thể nói anh cụm đã lấy lại vẻ điển trai ngày nào. Nhắc đến Mỹ Nam của showbiz Việt, ngoài những cái tên đình đám như rocker Nguyễn, Isaac, Huỳnh Anh, thì không thể thiếu Harry Lu. Ngay từ thời điểm bước chân vào showbiz, anh chàng có dòng máu Lai, Đài Việt, nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả Việt bằng ngoại hình baby, gương mặt điển trai không góc chết. Không chỉ có nhan sắc điển trai, Harry Lu còn làm người mẫu và sở hữu khả năng diễn xuất vô cùng duyên dáng, góp mặt vào không ít những bộ phim dành cho giới trẻ. Tên tuổi của anh lên như diều gặp gió và chiếm được vị trí nhất định trong lòng công chúng. Harry Lu gây ấn tượng với khán giả nhờ khuôn mặt đẹp và body đúng chuẩn soái ca. Anh góp mặt vào không ít bộ phim điện ảnh. Ngay cả khi đứng cạnh người mẫu Kim Lý, Harry Lu cũng không hề kém cạnh một chút nào. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, Harry Lu dường như mất tích khỏi làng giải trí khiến người hâm mộ hoang mang. Nhưng trong lúc ấy, ít người biết rằng chàng diễn viên sinh năm 1992 gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh phải điều trị, trong đó có cả các cuộc phẫu thuật chỉnh hình gương mặt vì tai nạn ảnh hưởng khá nhiều đến dung mạo. Vụ tai nạn xảy ra khiến gương mặt Harry Lu bị ảnh hưởng rất nhiều. Xuất hiện sau cuộc đại phẫu, nam thần ngày nào gây sốc khi gương mặt thanh tú không còn nữa. Thay vào đó là nét lạ lẫm xuống sắc trông thấy. Từ đây có nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng anh chàng đã can thiệp thẩm mỹ quá nhiều và là nạn nhân của thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có diện mạo như thế, Harry Lu đã phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần suốt một thời gian dài, miệt mài với 20 ca phẫu thuật để có được ngoại hình làm hài lòng người hâm mộ. Xuất hiện với khuôn mặt lạ lẫm, Harry Lu nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Những ý kiến này cũng đã khiến Harry nhận không ít áp lực, có thời gian nam diễn viên còn không dám gặp quản lý và người thân. Sau cuộc tai nạn định mệnh vào tháng 2 2017, Harry Lu bị biến dạng toàn bộ khuôn mặt. Anh bị gãy xương mũi, xương mắt sưng,
và lệch vị trí đã khiến nam diễn viên buộc phải tạm dừng công việc suốt hơn một năm. Trong thời gian đó, anh được gia đình đưa về Đài Loan để phẫu thuật chỉnh hình gương mặt, trải qua 20 cuộc đại phẫu mới có được gương mặt hài hòa trở lại. Dù phẫu thuật thành công nhưng gương mặt anh hiện tại cũng hoàn toàn khác so với trước đó. Trải qua 20 cuộc phẫu thuật, nam diễn viên sinh năm 1992 đã dần khiến khán giả hài lòng về diện mạo của mình. Bây giờ gương mặt của tôi đã hoàn thiện gần 90% và tôi hài lòng với vẻ ngoài hiện tại, anh nói. Trước những bình luận tiêu cực về nhan sắc của mình, Harilu cho hay sẽ chỉ tiếp thu những ý kiến mang tính xây dựng, còn không sẽ chỉ mức độ cập nhật và hiểu xem xung quanh mình mọi người nhận định về mình thế nào để hoàn thiện bản thân hơn. Tuy vẫn còn đâu đó rất nhiều ý kiến xoay quanh câu chuyện nhan sắc của Harilu, nhưng phải công nhận một điều rằng anh chàng đã thực sự cố gắng có vẻ ngoài hoàn thiện để xuất hiện trước khán giả. 20 cuộc phẫu thuật là không hề ít, không hề đơn giản, nhưng Harry đã chấp nhận đau đớn miệt mài từng ngày, hy vọng không làm khán giả thất vọng. Và kết quả là hôm nay, nam diễn viên đã nhận được rất nhiều lời động viên khen ngợi về vẻ ngoại hình điển trai trở lại. Trên trang cá nhân, nam diễn viên sinh năm 1992 thường xuyên đăng tải những tấm ảnh vui vẻ, tươi cười rạng rỡ khiến người hâm mộ thích thú. Anh chàng còn tích cực tập luyện thể hình, tranh thủ tập gym mọi lúc mọi nơi. Vóc dáng khỏe khắn này làm triệu cô gái trầm trồ, các chàng trai phải ngưỡng mộ.